Động ngay thế này. Úi dồi, nó phi to anh em ơi. Rô to. Wow wow. Rô cụ anh em ơi. Úi giời. Nó phi to đấy. Được của nó anh em ạ. Vâng, hello và xin chào 500 anh em quay trở lại Phương Thảo Fishing nhé. Thì hôm nay hai anh em lại quay trở lại vị trí rừng nướng nợ đánh các bác ạ. Thì bây giờ là do câu cả ngày đấy, thế là hôm nay bọn em phải nướng con gà trước, nướng để đến lấy đồ đến trưa ăn và ngồi câu cả ngày luôn các bác nhé. Giờ đi kiếm cái cây để gác con gà đã, xong bắt đầu là mới câu. Anh em tôi giờ đang kiếm mấy cái cành để cắm con gà các bác này. Đó, cành đẹp đấy. Anh em nhìn nhé, phong cảnh nào chìm hót níu lo luôn. Đấy, còn đấy có cái gác đấy. Nếu bạn đấy, nên lấy cái chạc trên này đó. Dao ngọt không anh em? Nọ có bác chê cái dao cùn chặt mãi không gãy thằng em nó mài. Cá buổi sáng là cái dao để mang đi chặt cây. Phát nó nào phải ta phát đấy. Đấy là được cái chạc luôn anh em này. Cái chạc để cắm hai cái. Đoạn ở giữa vào lấy đây, lấy đoạn này thẳng tắp luôn này. Hơi bé, ok. Đấy, rồi. Đây, anh em tôi đào những cái lỗ sâu cắm vào đấy, đất ở dưới nó hơi cứng. Trời này nắng thật, nắng chói chang các bác ạ. Wow, ok. Ở đây được cái là nó lộng gió, chúng ta là lửa bén rất là nhanh, khoáng khí, thoải mái luôn. Ôi, nó nắng quá các bác. Vừa khói vừa nắng, hai nhau ngồi mày có ồ nhá. Vừa khói vừa nắng. Đống lên đã. À, anh em nhìn phê chưa? Một con tập pha gà nhà các bác ạ. 3 cân con này, 2 thằng không biết ăn có hết không. Mấy cô cả ngày phải có con này tự trữ lương thực. Anh em tôi đang đẽo bớt cái cây thì để tưởng nó sai sạch. Giờ này lội cái không lội xuống nữa bác, nó cụt chân ngay. Đẽo qua sạch cái đút qua con gà này anh em nhé. Phong cảnh kỳ vĩ, cây đẹp các bạn. Mỗi tội này trời nó hơi nắng này anh em nó làm tương đối vất vả. Rồi gà bây giờ cứ đặt đây anh em tôi đặt nó nửa cao thì không nướng từ giờ đến chắc là 1-2 giờ chiều ăn nó thoải mái các bạn. Rồi bây giờ cho lòng em nó ngồi đây các bác ạ, còn em mình phi thẳng vào bên trong vị trí bên trong kia ngồi đánh anh em nhé. Đây vẫn quay trở lại cái vị trí lần trước đánh các bác này. Lúc đến thì em chạy ra đây em xào ổ rồi, xào ổ xong bắt đầu mới quay lại là chuẩn bị nướng con gà, xong bắt đầu bây giờ mới lại quay lại để đánh, giờ chỉ thả lưỡi xuống đây các bác ạ. Đấy có nhìn gì ạ? Đồng ngay. À rồi, rô phi to anh em ạ. Đồng ngay. À rồi, rô phi to anh em ạ. Rồi, rô phi xịn. Lên luôn. Được rô phi to. Wow. thì ngon đấy anh em này. Ui. Mày dậy. Cắm vào tay cái đầu ạ. Thịt trắng chưa? Cho luôn một rọ các bạn ạ. Thịt trắng như ngọc tinh. Trắng ngọc trinh anh em ạ. Đóng ngay. Ui ơi. Ui cha. Ăn có vẩy anh em ơi. Này quá. Ăn có vẩy hơi bị căng. Để to đấy. Này em này. Con này to chứ nhỉ. Đóng kinh thật đấy. Đợi em đóng phải căng luôn thế à. Bong nó không xong. Căng thế mà lại bong được. Hơi lạch ổ. Chỗ này này. Nó phào. Cắn khôn thế nhỉ. Cộng ngay thế này. Úi dồi, nó phi to anh em ơi. Rô to. Wow wow. Rô cụ anh em ơi. Úi giời. Rô phi to đấy. Được của nó anh em ạ. Được, hàng to, rô phi bự, rô phi ơ. Rô phi to chưa các bác ạ. Lên. Wow. Rô phi to chưa anh em? Con này phải 2 cân chắc. À, các bác này, con này đúng rồi, phải 2 cân các bác ạ. Ôi chả để em bó nó bảo. Em cứ cần bó luôn rồi anh em ạ. Con này phải 2 cân. Đã chưa? Phê đấy anh em ạ. À, để em nhắc lên anh em ơi. Wow. Đây, rô phi nước lợ nó phải thế này các bác này, ngon nhỉ. Con này phải 2 cân một con. Đấy. Phê chưa? Phê tít mắt anh em ạ. Cho nó vào rõ các bác nhé. À, coi nhìn bàn tay. Đấy, giật đóng rồi sướng chứ. Về luôn anh em ơi. Bữa về thú cận vào quay các bác xem. Rô phi nước lợ to đấy, đánh này mới sướng. Vừa qua máy quay nó còn bị trễ một nhịp, em vội bấm máy kia thì là nó kéo phao một lúc rồi anh em ạ. Kéo phao một lúc rồi mới giặt đấy. Đóng rồi anh em ơi. Đẹp. Úi dồi. Đẹp. Ui. Vừa anh em ơi. Quay mất rồi. Vượt này nó đang có vào ăn cá rói con các bác ạ. Mồi của ủ chua của em nó tụ khí rất nhiều, cá con nó vào nó quấn các bác nhìn này. Tầm nó lại li ti luôn. Thế cá vượt bây giờ nó vào rất nhiều luôn. Phế thế. Cầu chỗ này sướng quá anh em ạ. Ôi dồi, nó vàng luôn các bác này. Không một chút sa tế, một chút gì cả. Quá. Rồi, nhắc lên kia anh em mình triển khai thôi. Ôi, anh em thôi giờ mang xuống đây ăn cho nó dâm các bác ạ. Ở trên kia nó lắng quá các bác ạ, phải xuống đây. Đây cho nó dâm. Đấy, gạc đây mà 2 thằng ngồi xé đây. Cứ hơi ngắn này, cắm rút nuôi ra cũng được. Ôi, lắng thế. Đấy, cắm nuôi rút. Tuyệt vời đấy. Ngon lắm các bạn, nhìn trông đã thấy thèm. Từ sáng giờ ăn gì đâu. 2 giờ chiều rồi ngồi câu đến 2 giờ chiều nó hàm hố quá. Vừa có mấy bác cần thủ đi qua cũng đi về này. Bảo đói múc mồm hôi gì hàn chúng mày có con gà ngồi đợi. Ở trên đây. Vào chế nước chấm các bác ơi. Đây các bác đây. Đấy, anh em tôi đi chuẩn bị đầy đủ hết các bác ạ. Đấy, chui trong rừng nó chả có cái gì đặc sắc ngoài cái món này các bác ạ. Cái này nó là sướng. Anh em pha nước chấm gà đấy các bác cứ chấm cái gói súp hoa quả. Bây giờ gói nó chấm ngon hơn cả hảo anh em ạ. Ăn nó sướng, nó chua cay ngọt. Cứ quá cay xèo. Ôi, một dạo này không biết là bị ảnh hưởng Covid cái quái nào mình ăn ớt này không thấy nó cay. Tại ngày xưa thì ăn nhá không thể nhá đâu, bây giờ ăn cả miếng ăn được. Không biết do hậu Covid không? Từ lúc mất vị giác. Trời toàn nhiều cay mà ăn nó sướng. Không nói cái gì các bạn, đói. Cậu đúng đến 2 giờ chiều nữa ăn cái món này. Phê quá. Ngon lắm con này ăn cực kỳ ngon, nó khô hết thịt anh nhà, những thịt nó rút hết rồi. À, chứ tiền phải uống cốc bia giải khát à. Vừa đói vừa khát. Ui giời. Anh uống bia mấy bác, uống bia mấy anh em tôi nhá. Mời các bác nhá. Cái này người ta thường là phải làm ní đấy. Xem Hoan Phút bác hay làm ní, này mình làm uống hơi nhiều. Xèo thử miếng gà bác nè. Gà ngon lắm. Ui giời. Thì tôi khô hết rồi. Này có khi mỗi anh em một cái đùi là nói. Ui giời nước nó dốc ra này. Nước nó dốc ra. Cái này cái cầm sáng luôn em ạ, không phải ấy đâu, vào bẻ sáng ra ngay mà. Xíu ra này. Đấy. Rồi, em cứ cầm sáng này là. Ui giời. Này khả năng ăn cái giá cũng ngon. Này có cái bàn để cái bát nước chấm lên đây thì trông nó tươi. Đỏ lắm. Đói cũng đói cái gì cũng ngon. Đang ngồi ăn thì nước nó lên các bác này. Các bác nhìn nước nó chảy kìa, nó lóc chảy. Bắt đầu nụt hết cái chân ở đường xú, đường đậu anh em mình kìa. Này ngồi tí nữa thứ này cũng nụt luôn đấy các bác ạ. Ăn nhanh mà nụt đấy. Ăn nhanh không mà nụt ra. Trông miếng thịt trông sướng. Ăn là phải uống cái này thì nó không ngấy anh ạ. Nếu mà cứ ăn gà không ăn được nhiều. Là tí bia và cái làm ăn được nhiều. Phê. Đây còn lậu anh em ạ. Còn là nước ương ăn rất ngon, ăn cả hạt luôn. Mùa này vào mùa đậu chín thì khoảng con này ăn rất là sướng. Nhưng là đậu chú chi ấy ạ. Cắn chín ăn cả hạt nó không chua lắm đâu. Ăn xong mà chảy nước miếng đấy. Ngon lắm, này phê. Ui giời. Thôi bây giờ cũng muộn này, thu đồ về các bác ạ. Trời trông nó còn nắng cũng 5 giờ đấy. Hôm nay chúng đánh được hai con rô phi cũng rất chất lượng các bác ạ. Hàng to, vít nó cũng phê. Đấy, kéo cho anh em xem thành quả. Đó kéo cái kim luôn. Đỏ lòm anh em ạ. Đỏ lòm luôn các bạn. Đấy. Này là chung là hai vợ chồng em này được bữa rán ngon rồi. Đi câu buổi được hai có này cũng rất là ấm các bạn, không cần nhiều. Cảnh đẹp cá to lên ạ. Ok.